Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam đối với Lê Hồng Khanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn dịch vụ nông nghiệp Lâm Phát, Lê Hà, giám đốc trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, và Trương Ngọc Đức, nhân viên điều tra quy hoạch rừng, trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động thiết kế, thẩm định phương án và dự toán khai thác tận thu gỗ thông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý. Theo kết quả điều tra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy đã hợp đồng với công ty Lâm Phát và Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp để thiết kế, thẩm định phương án khai thác, tận thu 157,87 hectare gỗ rừng thông bị thiệt hại do cháy rừng năm 2021. Tuy nhiên, các đối tượng đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình thiết kế, thẩm định. Kết quả tổng doanh thu đã khai thác bán ra hơn 22 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu theo phương án được phê duyệt là 6,3 tỷ đồng. Kết quả giám định, định giá tài sản, hành vi các đối tượng này gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện còn 10,9 hectare rừng thông ở xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy chưa khai thác. Do công tác phát hiện, đấu tranh kịp thời của cơ quan công an nên đã giữ lại được 10,9 hectare rừng thông đang phục hồi này. Trước đó, Phòng An ninh Kinh tế, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án hình sự. Cơ quan An ninh điều tra khởi tố 2 bị can là Nguyễn Đăng Sáu Tý, chuyên viên phòng tư pháp Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, và Nguyễn Thị Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo An về hành vi trốn thuế. Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan.